Cháu là Nguyễn Thị Vân ở quận 7. Hôm nay cháu có 31 câu hỏi xin được hỏi bác. Xin bác giải đáp giúp cho, cháu cảm ơn bác. À, mời câu cháu một. hỏi. Thưa bác, đạo Phật có mấy pháp môn tu thưa bác? À, đạo Phật có 6, tất cả là 6 pháp môn tu. Đặc biệt cái đạo Phật là tối lớn 6 pháp môn tu, còn tất cả các đạo khác, đạo nào cũng có một pháp môn tu thôi. Rồi mời con hỏi câu à. số 2. Dạ. Câu 2, thưa bác, cháu muốn tu theo đạo Phật, đầu tiên cháu phải học gì trước, thưa bác? Cháu muốn tu theo đạo Phật, mà mới chuẩn nhất là đầu tiên cháu phải học cái quyển giáo lý trước. Khi mà cháu thông được cái quyển giáo lý này, thì cháu mới vào đạo Phật mới đúng được. Còn bằng không học giáo lý, thì chắc chắn vô đạo Phật phải sai. Rồi, mời con hỏi tiếp. Câu 3, Đạo Phật có mấy loại giáo lý thưa bác? À, đạo Phật có tất cả là tám quyển giáo lý, chứ không phải ít đâu. Vì mỗi một giáo lý nó nói một cái đề tài. Đạo Phật có sáu pháp môn tu, thì có sáu pháp môn căn bản của cái này, nhưng mà đặc biệt, đạo Phật nó có cái pháp môn thiền tông, nó chia cái pháp môn thiền tông nó chia lên là làm ba cái quyển nữa. Vì thế mà đạo Phật nó có tất cả là tám quyển giáo lý. Rồi mời cho hỏi tiếp. Câu 4. Thưa bác, quyển giáo lý đạo Phật mua ở đâu ạ, à, thưa bác? Quyển giáo lý đạo Phật thì bây giờ nó có bán nhiều, các cả các chùa mà bán kinh sách đó kêu vô đó cho hỏi mua thì nó có. Rồi câu hỏi tiếp. Câu 5. Thưa bác, tánh thấy mà thấy cõi cô hồn là tánh thấy này của ai thấy? Người mà tu mà tánh thấy được cõi của hồn thì phải là cõi hồn thấy. Có nghĩa là cô hồn nhập vào xác của người đó đó thì người đó mới thấy được cõi âm, gọi là cõi của hồn. Rồi con hỏi tiếp. Câu 6 thưa bác, làm sao cháu minh tâm được ạ, à, thưa bác? Mình cháu phải hiểu cái thế giới vật lý này nè. Minh tâm là cái gì là cho cái tâm mình nó sáng ra, cái tâm mình nó là gì? Là cái trung tâm não bộ của mình đó là gọi là cái trung tâm minh tâm mà trung tâm não bộ mình muốn sáng ra thì phải công đức vô thật nhiều thì đã mới sáng được ngoài ra không có cái gì mà thay đổi được nó muốn minh tâm thì phải công đức thật nhiều vào trung tâm não bộ là cái nơi mà chứa tánh phật đó thì minh tâm có nghĩa là tánh phật nó sáng ra rồi con hỏi tiếp dạ câu 7 thưa bác lý do gì nhiều người đụng đầu tin đó thưa bác Lý do nhiều người đụng đầu tin đó thì nó có hai cái trường hợp. Một là cái người đó kiến, cái cái học thức họ kém quá đi. Một hai là cái tần số âm họ thấp quá đi. Họ, họ, nghe ai nói gì họ cũng tin. Nó, nó có hai cái nguyên do. Một là kém học thức. Hai là tần số con người đã bị âm quá. Thì đụng cái gì cũng tin. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 8. Thưa bác, chùa Thiền Tông Tân Diệu chuyên trình bày giác ngộ và giải thoát cớ sao giác giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thưa bác cái phần này á, thì nếu mà bác trả lời đúng thì cũng không không hay lắm vì thế mà nếu mà cả muốn hỏi chắc chắn thì cháu phải hỏi giáo hội người cái chùa Tân Diệu người ta chạy giải thoát mà tại sao mấy ngày cấm cho biết lý do chứ còn bác không không trả lời được cái này thấy không thôi còn hỏi câu khác đi Câu 9 thưa bác, vì sao Đức Phật không dạy cho đại chúng về pháp môn giải thoát này thưa bác? À, cái thời Đức Phật còn sống đó là con người trí khôn của người nó còn th thời kỳ độ đồng. Vì thế mà không tiếp thu nổi cái cái pháp môn thiền tông này. Vì pháp môn thiền tông này nó nói bằng khoa học, bằng thực tế. Người độ đồng không thể tiếp thu nổi. Vì thế mà Đức Phật không dạy thời kỳ của ngài còn tại thế. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, bác nói người tu không hề giải thoát được mà người không tu mới có thể giải thoát được. Cớ sao có chuyện ngược đời này thưa bác? Cháu phải hiểu cái quy luật vật lý thế giới này nè. Con tu hành thì nó sẽ chứng đắc tại thế đất này. Còn muốn giải thoát á, thì phải tìm con đường đi ra chứ không phải tu. Nếu tu thì nó dính ra thế đất này. Dính thế đất này là cái gì? tu để thành Thánh ra trái đất này, này Còn muốn giải thoát thì phải tìm công thức đi ra, chứ không phải tu, tìm công thức học hành cho đúng thì mới đi ra được. Còn nếu mà ngoài ra, nếu mà dùng công ở trái đất này, mà dùng công tu, thì thành Thánh. Cao nhất là thành Thánh, còn thấp nhất là thành Cô Hồ. Đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc, cái thế, thế vật lý này nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu 11, Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Sao các thầy không dạy các? Bởi vì mình cũng không trách mấy ông thầy đâu. Là vì cái đạo giác ngộ giải thoát này mới công bố ra được có 3 năm thôi. Trước kia hoàn toàn Đức Phật không dạy cái này. Mà Đức Phật chỉ dạy trong vật lý thôi. Mà cái đạo giải thoát này thì mới công bố ra ngày 14 tháng 5 2017 thôi. Vì thế mà ít có người biết lắm, chỉ người nào tu thiền tông mới hiểu được thôi. Còn người mà không tu thiền tông hoàn toàn không hiểu cái giải thoát là cái gì. Rồi cho hỏi tiếp đi. Câu 12 thưa bác, theo cháu biết ghế mà có hai con rồng ở hai bên là của vua ngày xưa. Nhưng tại sao ngày nay có nhiều thầy giảng đạo thích ngồi ghế có hai con rồng hai bên như vậy là lý do gì thưa bác? Lý do mà các thầy thích ngồi ghế có con rồng là mấy ông thầy này rồi. muốn làm vua. Ông là ông cho ta giỏi rồi giờ ta muốn lên làm vua rồi. Cái làm thầy đã rồi giờ muốn lên làm vua, vì thế mới mới lên ngồi hai con cái ghế có hai con rồng. Đây là cái tham vọng của con người đó là vậy. Tham vọng của người không bờ bến, đã làm thầy không chịu mà muốn lên làm vua thầy nữa, nó còn suy nghĩ sao? Thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 13 thưa bác. quyển giáo lý đạo Phật sao phải chia ra làm ba quyển như vậy thưa bác? Cái uh, quyển giáo lý đạo Phật thiền tông này phải chia làm ba là có lý do. Thứ nhất cái quyển thứ nhất là người ta viết căn bản của cái đạo Phật thiền tông thôi. Để chi? Để cho cái người có tham vọng người ta lấy đi. Ta lấy rồi ta nói của người ta, khi mà ta lấy mà ta thấy không được rồi đó Thì bắt đầu cái quyển số 2 là Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam Sẽ được xin xuất bản Còn cái quyển mà số 3 đó là Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam đặc biệt Cái quyển này là nói sự thật từ trái đất vạn vật và tất cả những cái gì mà có sự thật trên trái đất này Cái quyển này là hoàn toàn không có xuất bản được nhưng mà người nào có đủ sức Xin xuất bản này bác sẽ giao cho Và phải có làm cam kết trước chính quyền rằng tôi xuất bản được Thì bác sẽ giao cái quyển Đạo Phật Khoa học Thiền Tông đặc biệt Việt Nam này Rồi vì thế mà mới nó có cái dưỡng ba quyển của Thiền Tông Rồi cho hỏi tiếp đi Dạ thưa bác Câu 14 Thưa bác Bác nói trong tay của bác có tám quyển giáo lý đạo Phật. Cớ sao bác không xin xuất bản tám quyển giáo lý này thưa bác? Con suy nghĩ đi. Cái quyển quyền ký vừa ra mà cái quyển quyền ký nói sự thật mà còn bị cấm thì hỏi chứ làm sao quyển giáo lý xuất bản được. Vì thế mà bác không thể dám nói được cái gì này. Chừng nào mà cái quyển giáo lý xuất bản được thì cái quyển quyền ký phải cho tái bản. Vì ta, quyền ký đã xuất bản rồi mà đã cấm không cho tái bản vì thế mà cái quyển giáo lý không thể nào xuất bản được muốn xuất bản quyển này thì phải quyền ký phải tái bản thì cái quyển giáo lý mới xuất bản được rồi con hỏi tiếp dạ câu 15 thưa bác ở thiền tông tân diệu nói ai cũng có tánh phật đây là rất đúng với lời dạy của đức phật cớ sao mấy ông thầy chùa chửi cho là của ma vương cớ sao vậy thưa bác mấy ông thầy mà ông chửi là có lý do này tất cả những người chửi cái thiền tông này là ai là mấy ông thầy cúng ông thầy bùa ông thầy ngải châm chửi chứ con người mà là người tu theo đạo phật giác ngộ giải thoát người ta rất mừng tha không có nói đã còn khen nữa chửi là mấy cái ông đó mấy ông thầy cúng ông thầy bùa nên đã chửi cái này là thế giới vật lý nó là vậy Cháu của họ không thắc mắc gì Cái gì mà làm hại người ta Thì người ta chịu được cái chuyện đó Quy tắc vật lý thế giới này Rồi con hỏi tiếp đi Dạ Câu 16 Chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày Về Đạo Phật Phần nào cũng thực tế và khoa học Cớ sao bị cấm Thưa bác Cái này á nếu bắt trả lời cho con thì cũng không đúng lắm. Dạy rất khoa học thực tế mà cấm Thì con phải hỏi cái người mà cấm á Tại sao ta dạy thực tế khoa học mà ông lại cấm Cho tôi biết Vì cháu là một công dân Nhà nước cho tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo Thấy cái gì mà không phải thì cháu hỏi cái người cấm mà Mới đúng hơn Còn hỏi bác thì bác làm sao trả lời được Rồi con hỏi cô khác đi dạ. Câu 17 thưa bác Cớ sao có thầy nghe đến hai danh từ giải thoát có thầy khen còn có thầy lại chửi thưa bác à, thầy khen á là người ta người ta được cái bằng cứu cứu vớt ra khỏi cái quy luật vật lý này người ta khen còn người ta chửi á, là người ta lợi dụng cái đạo phật để người ta kiếm tiền người ta chửi nó hai cái dạng người một mà cái người mà muốn giải thoát thì người ta khen còn cái người mà mất quyền lợi người ta hành nghề cúng tụng á, thì người ta chửi đây là thế giới vật lý nó là vậy đó. rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ câu 18. Thưa bác, có nhiều vị thầy giảng đạo Phật có tất cả là 84.000 pháp môn tu. Như vậy có đúng không thưa bác? Cái đạo Phật thì có 6 pháp môn thôi. Còn 84.000 pháp này đó là do cái tưởng con người nó phát ra. Chứ không phải pháp môn tu, Sáu pháp môn tu mà biểu tìm cái pháp thứ bảy cũng không có mà làm sao mà có 84 ngàn. Bây giờ ông, ông, ông nào nói 84 000 là Bây giờ cháu chỉ cần hỏi thế này nè, tôi không cần 8 ngàn mà tôi chỉ cần 4 ngàn thôi. Không cần 84 mà tôi chỉ lấy 4 ngàn thịt kê khai từ thôi. tôi thôi. Có có không? Đây là do cái tưởng người ta chứ là gì đạo Phật có 84 ngàn pháp môn tu. Bởi vì tu theo đạo Phật mà không có quyển giáo lý thì nói tầm bậy. Đạo Phật làm gì có 84 ngàn. Thấy Bây giờ sao? năm pháp môn đầu qua pháp môn thứ sáu rồi nó đã chửi rồi. Chứ làm sao có 84 ngàn. Đó, tại người ta không hiểu. Đặc biệt là tại vì không có quyển giáo lý hướng dẫn thành ra mẫu ông nói một kiểu. Đó, cái tưởng mà tưởng đâu là cái pháp cái tưởng của cái tánh tưởng con người là 84.000 cái tưởng mà ta tưởng là tu cái này nó sai là sai chỗ đó rồi con hỏi tiếp đi dạ câu 19 thưa bác các chùa hàng ngày cũng cho Phật ăn có đúng không thưa bác con biết thế giới này là gọi là ngũ thu tập cư thần người ngã quỷ súc sanh địa ngục Phật đâu ở đây mà cúng Phật ở trong này, mọi người toàn năng, toàn giác, ta về Phật giới rồi không dám vô đây đâu. Ta ở đây ta sợ rồi, ta chạy ra. Thế là, làm gì có cúng Phật ăn sau này? Ở chùa muốn cúng là cúng của hồn, mà cúng của hồn cúng ngoài chùa đó. Để nó đừng có phá cái chùa thôi. chứ là, làm gì cúng Phật, thì Phật ở đâu đây mà ăn? Giờ con suy nghĩ nè, ở Việt Nam mình có 18.600 ngôi chùa, đồng loạt trưa cúng hết. Là ông Phật ăn ai? Ông Phật ông làm sao? Không lẽ Phật thần cũng ăn? Phải không? Thì nó không có hợp lý Mà muốn cúng thì phải cúng cô hồn Vào 4 giờ chiều cúng ngoài chùa Để chi năn nỉ sau mấy ngày đừng có phá chùa Để cho chùa, chùa tôi làm ăn, chùa tôi tu Chứ không có cái chuyện mà cúng Phật ở trong chùa Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi Dạ câu 20 thưa bác Thưa bác, cháu theo cháu được biết người tu theo đạo Phật sau cùng là giải thoát. Cớ sao đến các chùa hỏi công thức giác ngộ là giác cái gì? Không chùa nào biết được. Vậy các chùa cất ra để làm gì thưa bác? Cái phần này nó trả lời hai cái vế. Một là người ta không biết người ta tự tu, cất ra để người ta tu để mà tu tưởng nào Vì năm pháp môn vật lý mà còn không hiểu. Còn thứ hai nữa, cái, cái, lý thuyết thứ hai nữa đó. Tất cả các chùa các hiện nay là để duy trì cái đạo Phật. Để chi? Để để 2561 năm sau đạo Phật được công chính thức được công bố pháp môn giải thoát ra. Đó là cái lý hai, thứ, cái lý do thứ hai nó là vậy đó. Có nghĩa là chùa cắt ra để duy trì cái đạo Phật Để đến 2561 năm Pháp môn giải thoát được chính thức công bố ra Thì đạo Phật mới là đạo Phật Trước kia gọi là đạo tưởng chứ không phải là đạo Phật Rồi câu hỏi tiếp đi Dạ câu 21 Thưa bác người tu theo đạo Phật trí óc phải như thế nào thưa bác Mình muốn tu theo đạo Phật đó thứ nhất là phải sáng suốt Nghe không? thứ hai mình nhận định cái gì phải nhận định bằng khoa học bằng thực tế không có mù mờ thứ, tuyệt đối đừng có mê tính tu theo đạo phật đừng mê tính đó mới là người tu theo đạo phật vì sao đạo phật là đạo giác ngộ mà giác ngộ này là toàn giác cái gì cũng biết hết thì phải vô đạo phật mới là hiểu cái này vô đạo Phật là đạo giác ngộ hoặc là cái đạo toàn giác cái gì cũng biết hết mới là người tu đạo Phật rồi con hỏi tiếp đi ở thế giới này người nào mà có bằng tiến sĩ ngành nào đó thì rõ thông 100% của ngành đó cớ sao trong đạo Phật có rất nhiều vị thầy tu Phật giáo họ có bằng tiến sĩ Phật học Cớ sao cháu hỏi những vị thầy có bằng tiến sĩ Phật học này công thức giải thoát ra sao? Không vị thầy tu sĩ có bằng tiến sĩ Phật học này. Không vị thầy nào biết sao có chuyện lạ như thế thưa bác? Ở thế gian này, các ngành nghề có bằng tiến sĩ thì họ thông 100% với ngành nghề của họ. Nhưng mà đặc biệt cái cái đạo Phật khoa học truyền thông này, cái bằng tiến sĩ anh không thể thông nổi cái 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 công thức giải thoát được là lý do vì công thức giải thoát này mới Đức Phật mới cho công bố ra cách đây ba năm thôi thì những cái người có bằng tiến sĩ họ không hiểu nữa vì thế mà muốn thông hiểu cái này không phải cần cái bằng tiến sĩ mà muốn thông hiểu này thì phải làm sao minh tâm kiến tánh có nghĩa là cái tâm mình sáng ra cái tánh Phật thấy thì hiểu hết tất cả những gì có trên đất này hiểu hết vì thế mà tu học vị bằng tiến sĩ Phật học dầu có 10 cái bằng cũng không ăn thua. Vậy. Không hiểu được cái này đâu. Vì thế mà cháu hỏi người ta không hiểu là đúng là vậy đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 23 thưa bác, pháp môn Thiền tông ở Việt Nam có vua Trần Nhân Tông tu. Cớ sao có nhiều thầy chởi cho là của bọn ma vương, sao kinh khủng như vậy thưa bác? Cái phần này thì bác cũng không trả lời cho cháu được là sao? Cái con phải hỏi là cái ông mà chửi đó, người ta dạy, vua Trần Nhân Tông là một vị chúa, là một vị tổ thiền tông đời thứ 34 của dòng thiền. Người ta tu thiền tông, tại sao mày ông chửi? Ông tu cái gì? Ông tu có hơn cái ông Trần Nhân Tông không? Mà ông chửi người ta. Cháu phải hỏi là cái người chửi đó mới đúng. Còn bác thì làm sao dám? bây vì người ta có Tất cả những người tu là người ta có cái lực mạnh lắm Thành đã khôi Bác không dám trả lời câu này đâu Rồi, con hỏi câu khác đi Dạ Câu 24 thưa bác Danh hiệu Đạo Phật Thiền Tông Là của Chùa Thiền Tông Tân Diệu Sáng lập ra từ ngày 15 tháng 10 Năm 1956 Cớ sao ông Đức Tịnh Nói là của ổng thưa bác Ở à, trái đất này con nên nhớ là không? tất cả cái sinh hoạt trên trái đất này cái gì mà nói ra thì sẽ có người này người kia vì thế mà người, tôi không nói ai người nào có tham vọng thì người ta đi lấy cái này thôi cái đó là của anh cái đó là chuyện đời nó là vậy thôi cái đó là sự thật không có thua gì đâu thì bây giờ đó là cái tính người Tính người ai cũng tham thì người ta là thì cái, cái người mà tham thì ta, ta nói của người ta thì rất đúng cháu cũng không thắc mắc về cái chuyện này rồi, giáo hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 25. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Cớ sao nhiều người cho là đạo tà, thưa bác? Nói đúng người mà nó nói về đạo tà, không không có nhiều người nói đâu. Mà chiều mấy ông thì cúng á. Mấy ông thầy cúng là ông làm cúng của hồn mà ông nói mình là đạo tà là gì? Phải, chứ mà cái bằng nó sai đối với cái việc làm của mấy ông thì cũng chửi rồi đạo tà là đúng cái người mà chửi đạo tà này là chính là mấy ông thầy cung chứ cái người mà ta tu giải thoát ta không ai chửi cái này đâu. đâu rồi cho hỏi tiếp đi dạ câu 26 thưa bác đạo phật khoa học thiền tông có lợi ích gì thưa bác đạo phật khoa học thiền tông thì nó có rất lợi ích nói ra cái gì cũng bằng thực tế và khoa học nó giúp con người ta không còn mê tín nữa mà giúp con người ta hiểu tất cả những gì trên trái đất này có hoàn toàn bằng khoa học. Vì thế mà gọi là đạo Phật khoa học. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 27, thưa bác đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam có khác gì đạo Phật phổ thông không thưa bác? Đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam thì nó có khác hoàn toàn cái đạo phổ thông đạo phổ thông là ta tu theo thành tựu theo quy luật vật lý nhân quả luân hồi, còn cái đạo Phật khoa học thiền tông này người ta chỉ rõ cách tất cả những gì mà có trên đây đất này và cái cách công thức thoát ra ngoài cái quy luật này nó có khác là khác ở chỗ đó. Đạo phổ thông thì người ta tu để thành cái gì ở trái đất này, còn đạo thi khoa học thiền tông là người ta dạy tu thoát ra ngoài cái quy luật vật lý này trở về Phật giới, nó khác là khác chỗ đó. đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao có danh từ Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam thưa bác? Rồi, à, thế dĩ mà có cái danh từ Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam thì nó có cái lý do này. Đạo Phật là cái gì? Là cái đạo trùm khắp. Nghe không? Khoa học là nói gì cũng bằng khoa học hết. Thiền Tông là nó đi theo cái dòng thiền của mấy ông tổ. Việt Nam là nó công bố ra tại nước Việt Nam. Vì thế mà có cái danh từ đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ câu 29, thưa bác, tại sao khi chết mà tái sanh lại làm người sao không biết các người thân của mình đời trước, thưa bác? Theo quy luật nhân quả trên đất này đó, con chết tái sanh là làm người. Khi mà con chưa tái sanh con biết hết. Nhưng mà khi con vào cái tử cung của người mẹ tử cung người mẹ là cái gì tử cung là cái nơi sanh ra con và cũng là cái nơi làm cho cái con người trước á, quên tất cả những gì khi sanh ra lại nó qua cái tử cung này nó có hai cái nhiệm vụ một là nơi sanh ra con hai là làm cho những cái gì đời trước mình quên hết vì thế mà khi sanh ra người mới sanh ra không hiểu gì đời trước phải đi học hỏi từ từ lại thì nó đây là cái lý do thế giới gọi là thế giới vật lý là cái chỗ này. Đó. con hỏi tiếp đi. Dạ câu 30 thưa bác. Ở trái đất này tại sao mình không cầu xin ai được thưa bác? Con sẽ nghĩ là trái đất này cầu xin ai? Trái đất này là nơi ngũ thu tập cư thần người ngã quỷ xúc sanh địa ngục. Mình cầu xin ai giờ? Không lẽ cầu xin thần. Thần là cái ông quản lý và thực thi nhân quả. Người là công cụ của Thánh Phật cho tánh Phật mượn để tạo công đức phước đức và ác đức nha quỷ là cái nơi mấy ông dình dực mà không lẽ đi cầu xin ông vì thế mà trên trái đất này không cầu xin ai được ở trên trái đất này là lý do như vậy rồi con hỏi tiếp đi dạ câu 31 thưa bác luật pháp nhà nước Việt Nam có quy định hành nghề gì thì phải treo bảng hiệu sản phẩm đó thật rõ ràng theo luật pháp nhà nước thì chùa Lào tu theo pháp môn Lào phải treo theo treo bảng hiệu tu của Phật. Pháp môn đó cớ sao không chùa Lào tu mà không treo bảng hiệu pháp môn mình tu thưa bác? Cái quy định của nhà nước thì rất đúng. Anh hành nghề gì thì phải nói rõ ràng. Còn cái đạo Phật này nó nhiều pháp môn tu sở dĩ người ta không treo bảng. Thì cũng biết tại sao nếu mà treo bản mà người ta vô ta hỏi mình không hiểu làm sao đây Vì thế mà ta không treo bản nhưng mà cái này cái câu hỏi này đó, con nên hỏi đến cái chùa hỏi đúng hơn còn bác chỉ biết rằng theo luật pháp anh lành nghề gì thì phải treo bản hiểu rõ ràng cái đó thì đúng còn vấn đề mà mấy thầy không chịu treo bản thì phải hỏi Ủa cái chùa ông trâu cái gì thầy tu cái gì mà thầy không treo bản là tôi biết nghe không thì con phải đến cái cái chùa đó con hỏi mới đúng hơn rồi con hỏi tiếp đi nếu chùa Lào tu sáu pháp môn thì treo bảng hiệu một trong sáu pháp môn này còn chùa Lào tu theo 84.000 pháp môn tu cũng phải treo bảng hiệu một trong 84 pháp môn này chứ cớ sao cháu không thấy chùa Lào treo bảng hiệu của pháp môn mình tu thưa bác phần này thì chắc là cháu phải đến hỏi cái chùa đó đó ở, ở, chùa đạo phật có 84 mươi bốn pháp môn tu sao thầy không treo cái bảng? thì tôi biết cái pháp môn nào thầy dạy cái gì chùa thầy dạy cái gì thì con phải đến cái chùa đó con hỏi mới đúng hơn còn bác là chỉ là một con người soạn giải viết sách ra viết về đạo phật thiền tông ai ai thắc mắc về thiền tông lại đi bác hỏi bác trả, trả lời cho còn cái chuyện mà ta treo bản thì cái này là phạm vi của người ta. Đấy không? rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi ạ. Xin cảm ơn bác ạ.